Em xin mến chào quý cô chú và các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Vlog đường phố của em nha. Sáng nay, ngày 30 tháng 7, em đã theo dõi và cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất liên quan đến thầy Minh Tuệ. Đây là một câu chuyện đặc biệt và cảm động mà em muốn chia sẻ cùng mọi người. Hình ảnh mới nhất được lan truyền cho thấy thầy Minh Tuệ đang đi khất thực, không phải ở những nơi quen thuộc như các dãy cà phê hay những con đường đất đỏ ở Gia Lai, mà là ở một khu rừng đầy cỏ lau. Cảnh tượng này gợi lên trong lòng em nhiều suy nghĩ và cảm xúc. Thầy vẫn một mình đi khất thực trong khu vực này, chỉ có một hoặc hai người có thể bắt gặp thầy trong khu rừng vắng vẻ đó. Thông tin từ người dân địa phương cho biết thầy Minh Tuệ vẫn đi khất thực ở những ngôi nhà dân gần đó. Chúng ta đều biết rằng khu vực mà thầy đang ở là dưới chân núi, còn chùa Suối Ngổ thì nằm trên đỉnh núi. Theo những thông tin chính xác từ người dân, thầy đi khất thực vào buổi sáng sớm, chỉ ghé thăm vài nhà trước khi quay trở lại nơi tu hành. Em đã từng đến tận nơi ở của thầy và được trò chuyện trực tiếp với những người ở đó. Thầy Năm, một người rất thân cận với thầy Minh Tuệ, chia sẻ rằng mỗi lần thầy về đây, thầy thường ngồi ở tròi lá ngay trước cửa cốc. Có nhiều người thắc mắc rằng liệu cốc của thầy Năm có phải ở chùa suối ngổ hay không. Thực tế, chùa suối ngổ chỉ là con đường đi qua cốc của thầy Năm, cách đó tầm 6-7 km. Những thông tin mới nhất cho thấy thầy Minh Tuệ vẫn khỏe mạnh và bình an, tiếp tục đi khất thực hàng ngày hình ảnh mới nhất của thầy khiến nhiều người cảm thấy vui mừng và an lòng mỗi khi thấy thầy đi khất thực mọi người lại cảm nhận được sự bình an và yên tâm an ninh hiện tại rất chặt chẽ không dễ để tiếp cận hay ghi lại hình ảnh của thầy nhưng những hình ảnh mà chúng em nhận được đều là những khoảnh khắc rất quý giá thầy minh tuệ mặc y áo với miếng vải màu vàng có lúc là y áo với viền màu trắng những hình ảnh này giúp chúng ta hiểu hơn về cuộc sống tu hành giản dị và khắc khổ của thầy thông tin về cốc của thầy năm cho biết Khu vực này hiện đang được cắt cỏ và phun thuốc, vì thế Cốc đã đóng cửa để tránh mùi thuốc nồng nặc gây khó chịu. Có thể đây là lý do khiến Cốc của thầy tạm thời đóng cửa, nhưng cũng có thể còn những lý do đặc biệt khác mà chúng ta chưa biết. Điều này khiến em càng thêm trân trọng những thông tin và hình ảnh quý giá về thầy. Thầy Minh Tuệ luôn đi khất thực một mình, đôi khi có một hoặc hai người đi cùng để đảm bảo an toàn. Sau khi khất thực xong, thầy lại quay về nơi tu hành để ngồi thiền định. Mùa an cư kết hạ là thời gian thầy sẽ ở một nơi cố định để ẩn tu, thời gian này thường kéo dài từ 2 đến 3 tháng. Sau đó, thầy có thể sẽ lại tiếp tục hành trình bộ hành, đi khất thực khắp nơi để gieo duyên. Hình ảnh thầy Minh Tuệ đi khất thực trong khu rừng vắng vẻ mang đến cho em một cảm giác yên bình và sâu lắng. Thầy như một ngọn đèn sáng trong đêm tối, dẫn dắt những người có duyên đến với con đường tu hành. Những hành động và lời giảng của thầy không chỉ là bài học quý giá mà còn là nguồn động viên lớn lao cho nhiều người. Em rất biết ơn những người đã ghi lại những thước phim quý giá này để chúng ta có thể thấy và cảm nhận được sự hiện diện của thầy Minh Tuệ. Những hình ảnh này không chỉ là minh chứng cho sự hiện diện của thầy mà còn là niềm vui và hạnh phúc của những người kính trọng và yêu mến thầy. Thầy Minh Tuệ không chỉ là một vị tu sĩ mà còn là một người thầy, một người bạn và một người dẫn dắt tinh thần cho nhiều người. Những người từng gặp thầy đều cảm nhận được một năng lượng rất đặc biệt, một sự an yên và tĩnh tại toát ra từ thầy. Thầy không chỉ giảng pháp mà còn sống đúng với những gì mình giảng dạy thầy là tấm gương sáng ngời về lòng từ bi sự nhẫn nhịn và sự hy sinh mỗi khi nghe thầy giảng pháp em lại cảm thấy lòng mình thanh thản và yên bình hơn em rất ngưỡng mộ và kính trọng thầy thầy đã hy sinh rất nhiều để mang lại hạnh phúc và an lạc cho mọi người thầy không màng đến sự khổ hạnh của bản thân chỉ mong mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác những hành động cao cả và đầy lòng từ bi của thầy luôn là nguồn động viên và cảm hứng cho em trong cuộc sống nhìn lại hành trình của thầy minh tuệ Em cảm thấy tràn đầy lòng biết ơn và kính trọng. Thầy đã dành cả cuộc đời để tu hành, để giúp đỡ và mang lại niềm vui cho mọi người. Hình ảnh thầy đi khất thực mỗi ngày là minh chứng cho sự kiên nhẫn, lòng từ bi và tinh thần hy sinh cao cả. Thầy không chỉ là một người tu hành mà còn là một người thầy, một người bạn và một người dẫn dắt tinh thần cho nhiều người. Câu chuyện về thầy Minh Tuệ không chỉ là câu chuyện về một người tu hành mà còn là câu chuyện về lòng từ bi, sự nhẫn nhịn và tinh thần hy sinh cao cả thầy đã hy sinh rất nhiều để mang lại hạnh phúc và an lạc cho mọi người những hành động cao cả và đầy lòng từ bi của thầy luôn là nguồn động viên và cảm hứng cho em trong cuộc sống mỗi khi nghe thầy giảng pháp em lại cảm thấy lòng mình thanh thản và yên bình hơn em rất ngưỡng mộ và kính trọng thầy thầy đã hy sinh rất nhiều để mang lại hạnh phúc và an lạc cho mọi người thầy không màng đến sự khổ hạnh của bản thân chỉ mong mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác những hành động cao cả và đầy lòng từ bi của thầy luôn là nguồn động viên và cảm hứng cho em trong cuộc sống. Em luôn mong muốn học hỏi và noi gương thầy. Tuy nhiên, em vẫn còn nhiều hạn chế và yếu đuối. Em chưa thể kiểm soát được cảm xúc của mình, chưa thể sống bình thản và an lạc như thầy. Những lời nói của chị phụ huynh hôm nay đã khiến em nhận ra rằng em còn phải học hỏi và rèn luyện rất nhiều. Em hy vọng rằng, một ngày nào đó, em có thể học được hạnh của thầy, sống một cuộc đời giản dị thanh thản và đầy lòng từ bi như thầy. Em biết rằng con đường phía trước còn nhiều thử thách và khó khăn, nhưng em tin rằng với sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm, em sẽ vượt qua được. Sau khi viết những dòng chia sẻ này, em cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Em nhận ra rằng, việc chia sẻ và tìm kiếm sự đồng cảm từ người khác là một cách để giải tỏa nỗi buồn và căng thẳng trong lòng. Em rất mong nhận được những lời động viên và chia sẻ từ mọi người để có thêm sức mạnh và động lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cuộc sống luôn đầy rẫy những thử thách và khó khăn, nhưng nếu chúng ta biết cách đối mặt và vượt qua, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Em tin rằng, với lòng kính trọng và yêu thương thầy, em sẽ học hỏi được nhiều điều quý giá và sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chia sẻ cùng em. Hy vọng rằng, qua những dòng tâm sự này, mọi người cũng sẽ hiểu và cảm thông hơn cho những khó khăn và nỗi niềm của em. Em sẽ tiếp tục học hỏi và rèn luyện để trở thành một người tốt hơn và để không phụ lòng thầy người mà em kính trọng và yêu thương nhất tóm lại hành trình tu hành của thầy minh tuệ là một câu chuyện đầy cảm động và ý nghĩa thầy đã dành cả cuộc đời để tu hành để giúp đỡ và mang lại niềm vui cho mọi người những hành động cao cả và đầy lòng từ bi của thầy luôn là nguồn động viên và cảm hứng cho em trong cuộc sống mỗi khi nghe thầy giảng pháp em lại cảm thấy lòng mình thanh thản và yên bình hơn em rất ngưỡng mộ và kính trọng thầy thầy đã hy sinh rất nhiều để mang lại hạnh phúc và an lạc cho mọi người thầy không mang đến sự khổ hạnh của bản thân chỉ mong mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác những hành động cao cả và đầy lòng từ bi của thầy luôn là nguồn động viên và cảm hứng cho em trong cuộc sống em xin mến chào và hẹn gặp lại quý cô chú và các anh chị trong những video tiếp theo